Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1314 ngày 7 tháng 10 năm 2021 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh và đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa đón về quê an toàn, chu đáo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố phối hợp đưa đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ. Tại các địa phương, tình hình dịch bệnh còn chưa được kiểm soát hoàn toàn, nhưng đã dừng thực hiện chỉ thị 16, cần tiếp tục tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại, gắn với hỗ trợ an sinh và thực hiện khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn. Những người dân vẫn muốn về quê cần được chủ động lập danh sách, thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa đón đến tận nơi đến. Các tỉnh, thành phố nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng dịch về quê, đang đi qua địa phương mình, thì cần chủ động hỗ trợ cần thiết, thông báo cho tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn, không để lây lan dịch bệnh. Bố trí phương tiện chuyên chở thuận tiện nếu có người dân không có phương tiện phù hợp. Bộ Y tế phân bổ ngay vaccine sau khi tiếp nhận, ưu tiên sớm hơn cho các tỉnh có nhiều người dân từ vùng dịch trở về, hỗ trợ phương tiện, sinh phẩm xét nghiệm, hỗ trợ thuốc để các địa phương có người dân trở về xét nghiệm kịp thời, sẵn sàng điều trị khi có ca nhiễm COVID-19 mới. Căn cứ yêu cầu các địa phương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tăng cường, hỗ trợ nhân lực bảo đảm công tác phòng chống dịch. Theo báo cáo của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, những ngày qua, mỗi tỉnh đã đón hàng chục nghìn người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Phần lớn người dân tự phát về quê là lao động tự do, một phần nhỏ là công nhân. Qua xét nghiệm nhanh, đã phát hiện nhiều trường hợp nhiễm COVID-19.